cái bài xóa định chống nguyên tố này. Làm từ thời ngày xưa Pastrana chỉ làm mỗi Pastrana, sau đó chuyển sang hai lớp. Về nhà các em sẽ làm thêm vào cái lớp mới này. Nào các bài thuật toán bắt hoàn hảo rồi, nào xác định chuẩn hóa sâu vân vân. Tất cả cái ngày xưa các em xử lý. Bây giờ tạo một lớp mới này. Máy chậm lên này. Đây, cái rộng đây là tẩy số nguyên tố đi. Nguyên tố MF1 OP nhé. OP đây, thử đối tượng này. Object oriented programming. Máy này chậm nhỉ, chậm kinh dị này. Cái con số này phải nó ôn lại một chút tí thôi. Còn ngay lập tức mấy buổi sau nên chuyển về nguyên khoa một chút. Phần nào máy này đơ. Đấy. Trước hết này, để làm bài này chúng ta sẽ viết thành phương thức. Đó vậy đầu tiên các em sẽ viết một cái phương thức này để kiểm tra số nguyên tố hay không. Vì cái này dùng tan tích để gọi nó hàng nhau, không phải tạo cái mới. Các em khai báo tan tích giống hệ bên này. Tan tích này, số nguyên tố kiểm tra là chu hay khô đúng không? Nó sẽ có hai giá trị. Chính vì thế các em sẽ dùng kiểu boolean cho nó. Kiểu boolean là trả về cho đấy này. Đi là kiểm tra nguyên tố hả? Kiểm tra nguyên tố. Đấy. Và mình kiểm tra nguyên tố thì cần truyền một số. Chính vì thế mình khai báo tham số cho nó, khai báo một số n hả? Đấy. Bây giờ thuật toán kiểm tra số nguyên tố mình sẽ dựa vào tính chất của nguyên tố. Đó là số nguyên tố chỉ có hai ước, một và chính nó. Và số nguyên tố nhỏ nhất là số 2. Số 1 không phải số nguyên tố. Cho nên mình sẽ lọc đầu tiên thằng là người ta chuyển vào nhỏ hơn 2, ngay lập tức là mình sẽ loại không phải số nguyên tố này. Nếu n nhỏ hơn 2 thì không phải số nguyên tố, các em đi tân phô. Đây. Vì số nhỏ nhất này là 2, đấy, mới là số nguyên tố. Vì số nguyên tố đấy. Đấy. Qua được cái câu này ít này có nghĩa là cái số nhập vào là sẽ lớn hơn bằng 2 rồi. Bây giờ các em xét tiếp. Khi mà số nguyên tố có hai ước thì chúng ta sẽ có nhiều cách để làm. Một số cách ngày xưa cách thông thường tham đến đến D đúng không? Các em hay đó một cái biến đếm, sau đó gắn bằng 0 hả? Sau đó khi mà đếm nó tăng lên bằng 2, đếm số ước ấy bằng 2 cái số nguyên tố. Cái cách đấy cũng dùng được, tuy nhiên với các số lớn mà làm cách này sẽ nó sẽ tăng bởi vì duyệt từ đầu đến cuối. Để tối ưu hơn thì chúng ta chỉ cần duyệt những cái số mà từ 2 cho tới n trừ 1. Tuy nhiên trong cái khoảng mà từ 2 cho tới n trừ 1 ấy thì nó sẽ chỉ chia hết cho những số nằm từ 2 cho đến thì nằm chia hết các số từ 2 này. Đấy, cho tới 2 cho n trừ 2 thôi trong cái đoạn này. Giả sử với cái số nhé. Giả sử với n mà bằng 11 chẳng hạn thì nó chỉ chia hết các số từ 2 cho đến 11 chia 2 này. 1 chia 2 đến phần nguyên. Cho đến 5 thôi. Các em nhìn ra cái đoạn mà còn lại các số từ 6 này cho đến 10 đúng không? Thì số 11 sẽ không bao giờ chia hết. Tổng quan là các số n không bao giờ chia cho các số nằm trong đoạn từ n chia 2 cộng 1 cho đến n chia 1 đúng không? Ví dụ này, với n bằng 1 đúng không? Thì cái chỉ chia hết trong cái số bằng cho khoảng từ 1 này cho tới 11 chia cho 2 bằng 5 thôi. Thế còn cái số mà từ n cộng 1 tức là bằng n chia 2 cộng 1 tức là số 6 cho tới số n chia 1 tức là số 10 thì sẽ không bao giờ chia hết. Các em nhìn thấy đâu đúng không? Đây này. Số 11 thì trong cái số từ khoảng từ 6 đến 10 sẽ không bao giờ chia hết được. Nên mình loại luôn sẽ càng như thế để giảm bớt cái thời gian còn nào. Và khi mà số nguyên tố mà có chia hết trong một cái số trong khoảng từ trong đoạn từ 2 cho tới n chia 2 thì đồng nghĩa việc là nó sẽ có nhiều hơn hai ước. Mà đã nhiều hơn hai ước thì tất nhiên nó không phải số nguyên tố rồi. Và chúng ta sẽ kết luận luôn. Chính vì vậy mà các em sẽ làm một cái vòng lặp để kiểm tra này. For. Đây. Với cái dạng cái cấu trúc vòng for này, các em gõ này. Nó có cái dạng cái tờ giấy sổ ngược ở bên dưới cắt cắt ấy, nhưng nó phần trước ấy. Nó sẽ có con code là snippet. Các em chỉ cần dán tab này, tab tab nó sẽ đang cấu trúc luôn cho mình.
đấy, chứ trường hợp này trường hợp mình phải sao mình quên hoặc là mình vẫn nhanh thì dùng kiểu này cũng được. Bây giờ các em để sửa này, chỉ cần chạy từ 2 cho tới n trên 2 thôi, không cần chạy từ 1 nữa, nó thừa đi. Đây, số n chỉ cần chạy từ 2 n trên 2 này, nhỏ hơn hoặc bằng n trên 2 y cộng cộng này. Với cái số như này, nếu như trong cái đoạn này mà thằng n trên hết n phần trăm cho y bằng 0, có nghĩa là nó sẽ có nhiều hơn hai ước. Số có nhiều hơn ước không phải số nguyên tố, các em return phone đâu, chỗ này return phone nó có đây. Ok chưa? Khi mà qua được hai cái sàng lọc rồi, chắc chắn số này sẽ chỉ có duy nhất hai ước, một và chính nó và nó số nguyên tố các em return chung bên ngoài này. Đấy, sàng đầu tiên là lọc cái số nhỏ hơn 2 này, thì có cái vòng lọc để xem là nó có bao nhiêu ước, kiểm tra xem có ước trong đoạn từ 2 đến n trên 2 không. Rồi, cái này viết xong hàng rồi, bây giờ chương trình các em chỉ cần gọi nhập số n thôi. Được, chương trình kiểm tra nguyên số này. Đấy, chúng ta các em biết này, con số này chấm ra, chỗ này kia chưa xuống dòng, chỗ này nhập số n này vào bảng, thay bán được luôn này, kim 3 này, kim 2 này. Đấy, bây giờ cần kiểm tra gọn hàng thôi, if này kiểm tra nguyên tố đúng không, truyền vào tham số là n bằng chu, cái bằng chu các em không viết cũng được, nó khác hiểu nhưng viết ra nhìn được dễ hơn thôi, chấm ra này, đây là số nguyên tố, viết theo kiểu tham số các em truyền vào n cho nó này. Đây này, đấy, dùng màn hình con xanh chấm tích này, từ chạy số 3, 4, 10 này, không phải nguyên tố đúng không, chạy số 2 luôn này, số nguyên tố này. Đấy, đây là với chương trình các em chỉ viết trong phạm vi một file program thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang hùng đối tượng và về sau nào có phần mềm thì hầu như đều phải dùng tầm khoảng vài chục file là ít. Cho nên giờ các em sẽ tập dần nhiều file này, tức là tạo thêm cái file mới, và nó chính là cái cờ nát, tức là một cái lớp mới. Bây giờ cái hàm kiểm tra số nguyên tố các em không để trong cái program nữa, mà cái program các em chỉ coi như chỉ gọn cái phần khác xử lý thôi, mình không để xử lý đây. Để làm về đấy các em tạo một lớp mới này, kích chuột phải vào dây này, sau đó chọn F vào dưới cái cờ nát, tức là mình thêm một cái lớp mới. Đây, chọn một cờ nát, nó sẽ hiện lên mặc định là sẽ là cờ nát 1, thêm cái nữa cờ nát 2 vân vân. Các em sẽ đổi tên nó đi, giả sử các em ghi là xử lý chẳng hạn. Đấy, đây là tiếng Việt, tiếng Anh có thể các em thi một cái về toán học thì các em ghi my math hoặc xử lý cái là my viết là exact hả, exact của ta hả, exact của ta hả, đấy, dụ my exact của ta hả, my exact đúng không. Đấy, khi enter xong thì sẽ tạo cho mình một cờ nát mới này, có không gian tên, các em để ý cái không gian tên sau này, nó sẽ lấy không gian tên theo cái tên vốn các em tạo. Đấy, và cái này các em thể đổi bình thường, các em đổi thêm cái này hoàn toàn đổi tên, nhưng mà nên để mặc định danh của nó vì sao gọn nó dễ. Bây giờ giả sử tạo một cái project mới nhá, một cái khác đi, xong các em nhìn vào cái file này, từ đây là xử lý là project extend. Đấy, xong rồi nó cũng ép một file, các em nhìn xem có gì khác nhau nhé. Một cờ nát này, mà xe này. Bây giờ các em nhìn thấy name space của thằng này là tên là gì? Xset của dây đúng không? Thế còn cái file bên này nó là xác định số nguyên tố OPMF1. Tất cả nó đều theo cái tên của dây các em tạo ra, nó mặc định như thế. Các em hoàn toàn đổ nào theo sở thích được, nhưng như anh Quyên ấy bảo không nên đổ, cứ để mặc định thì gọi nó dễ. Đấy là các tạo file của dây xong. Tiếp theo giờ về code. Cái code mà nhiều file nó sẽ không khác gì so với các code mà các em viết một file một khi. Khi mà chuyển sang file mới, các em cần copy cả bên này này. Các em hoàn toàn cắt này, cho sang bên này bình thường. Đấy, trong cửa nan này, chứa cái phương thức này. Bây giờ gọi thử xem được không nhá. Như các hàm toán học ngày xưa, các em ví dụ hàm về kiểm tra
về tính bình thường là tính căn bậc 2 các em dùng mét này chấm fi đầu tiên nó ra đúng không? Đấy, thì mục đích của mình tạo ra các file mới hay cửa mới chính là mình tạo ra cái dạng tiện ích như thế nào. Về sau mình chỉ cần gọi chấm tên lớp này xong tên phương thức mình ra luôn, chứ mình không phải viết đi viết lại nhiều lần nữa, tức là mình sẽ sử dụng lại những cái mình đã làm rồi thành dạng như thư viện ấy. Như tên thư viện các em có các sách các em chỉ cần viết thôi, ở đây đấy mượn thôi, mang thẻ đấy mượn, chứ không phải có những cái người ta viết rồi các em phải mất thời gian viết lại này hay là phải nghiên cứu lại nữa. Bây giờ mình cũng làm những cái mét này, đây là cái tên của cái lớp, tên lớp của mình bây giờ là my excel, các em gọi my excel ở đây, gọi thôi để gọi cái lớp khác thì gọi bình thường my excel này, như cái nó sẵn này chấm. Bây giờ các em thì nhìn thấy hai cái giờ chấm nó ra hai cái equal này, dưới region equal, nhưng mà bên này mình nhìn thấy nó có cái nguyên tố đúng không, và các em sẽ thắc mắc là tại sao mình viết rồi nó lại không ra. Đấy, nguyên nhân của nó là nó ở cái phạm vi, khi mà các em chỉ viết không viết mặc định như này, nó mặc định là riêng tư, giống trường hợp mà các em post lên Facebook hay Mixing hay một cái mạng gì đó xã hội blog hạn, các em để cái mục là riêng tư thì người khác sẽ không xem được và chỉ có mình em xem được thôi. Và cái trường hợp như thế thì cái kernel này mindset, cái mindset này giả sử dụng đây là Nguyễn Văn A, giả sử đây là blog của Nguyễn Văn A nhé. Thế còn cái chuyển sang cái tố này, nó là một cái topic hay một bài viết của nó, khi nó viết như thế này mặc định nó để cái chế độ là riêng tư, như cả bây giờ là riêng tư ạ. Đây riêng tư, khi mà riêng tư rồi chỉ có cái thằng A này biết thôi, cũng giống trên Facebook em được Facebook luôn có cái mục chia sẻ đấy, khi riêng tư rồi thì mình em biết thôi. Bây giờ anh muốn tất cả cộng đồng Facebook biết, khoảng 1 tỷ người dùng hay bao nhiêu đấy biết ạ, thì lúc em phải để là công cộng đúng không, phải để là công khai đúng không, công khai ở bên tiếng Anh là public đúng không, có đúng là rằng là em ai đại diện tiếng Anh thì public, còn tên tiếng Việt là công khai cả. Anh cần để tiếng Anh đấy. Thì cái trường hợp bây giờ mình đang là riêng tư, chính vì riêng tư cho nên một người khác, cái bên Kernel Brand đóng vai trò như một thằng khác chẳng hạn, dù là Nguyễn Văn D nhá, Nguyễn Văn D, C vân vân, danh sách những người khác mà muốn xem cái blog của thằng này hay cái chia sẻ một chia sẻ của nó, nó để riêng tư, đây là Nguyễn Văn A chẳng hạn này, à thì có xem không em, cái điểm riêng tư, cái này riêng tư này, bây giờ hiện tại đang là riêng tư nhá. Đây là một bài viết nhá, đây là bài viết này, được bài viết tạm riêng tư, thì bên này muốn xem không xem đúng không? Đây cái chỗ này mà xem thằng kia thì hiểu đây là vào tường thằng đấy nhá, gọi nó chính là hiểu các em vào tường nhà ấy, không xem đúng không? Bởi vì thằng kia để riêng tư, các em gọi là sẽ vào lỗi, là sẽ cố tình để nhá. Điều thử này, cái này lỗi đây, nhìn vào Adonis, nó sẽ thông báo xác định số nguyên tố một này, xác nguyên tố này, nó sẽ không được truy cập này trong cái mức bảo vệ đấy, tức là cái bảo vệ của nó riêng tư hay công khai, hay là các em up lên cái YouTube để video là riêng tư, người khác vào gửi cái link đấy cho người khác sẽ bị video này lỡ bảo đảm được private đúng không? Đấy, trường hợp này cũng là một trường hợp như thế. Bây giờ muốn bên này cũng gọi được cái thằng bên kia thì các em phải để bài viết là công khai, để bài viết là công khai đúng không, công khai public, viết tiếng Anh thế nào chỗ này các em khai như thế, thì trước này các em để điền từ public vào mặc định cho nào, chỗ này công khai bài viết người khác nhìn. Và giờ các em nhìn vào folder này ngay lập tức này, cái lỗi này sẽ hết ngay, chạy chương trình sẽ không còn một lỗi nào nữa. Đây bây giờ anh chạy bình thường, không còn trường. Đây Adonis sẽ chống trơn ngay. Các em hiểu qua cái công khai riêng tư khi viết các lớp được chưa? Và hầu hết các trường hợp các em viết cái hàm đứng chung này thì bây giờ cái này được public static, bởi vì là cái public để cho thằng kia soi được nhìn được là một này. Thế còn cái static ấy, mục đích của mình là mình sẽ làm giống như kiểu cái hàm người ta có sẵn như cái mét này, như cái mét này chấm FGT đấy, mình chỉ cần chấm tên lớp xong tên phương thức nó ra. Còn nếu không static thì các em để ý này, bây giờ đang chạy ngon nhá, đang chạy ngon này, bây giờ xóa static đi, máy xem này, đây, cái này sẽ đổi. Đây, đang chạy ngon này, bây giờ chỉ cần xóa static thôi, sau đó chạy này, đấy, bây giờ nhìn này, nhìn ra lỗi này, ngay lập tức xuất hiện lỗi này, nó sẽ ghi này, một đối tượng tham chiếu sẽ yêu cầu này, các trường không tĩnh này, hay phương thức không tĩnh này, hay thủ tính không tĩnh này, đấy. Hả? Đấy, với trường hợp như này các em muốn gọi được thì các em phải tạo một cái lớp mới, phải my excel tạo một đối tượng nó thuộc cái lớp này, như kiểu là cái này là lúc này cái my excel nó giống như kiểu một cái khuôn giúp ngói, bây giờ các em muốn có một viên ngói muốn dùng được cái như kiểu là cái viếng gì trong viên ngói đấy hả, thì các em phải tạo ra viên ngói nữa, các em phải đổ nguyên liệu vào tạo viên ngói bằng cách này, khai báo được my excel này, đây này, đấy bằng new, tức là các em phải tạo viên ngói
cái mai xem này là cái khuôn này, thế còn cái viết bình thường, cái viết chữ nhỏ này nó là cái viết ngón, tức là nó gọi là một đối tượng hay là một thực thể. Và chỗ này các em muốn gọi hàm kiểm tra nguyên tố thì lấy cái các em vừa khai báo này, lấy cái viên ngói đấy, còn các em muốn lấy cái viên sắt bê tông hay là một mảnh góc của nó thì là cái mái xe nhỏ này, phần căn xung cách với trường hợp em có sẵn với chấm mới ra. Bây giờ các em so sánh với cái ngược trước này, chỉ cần lấy mái xe này chấm kiểm tra nguyên tố nó ra với cái mình phải tạo một cái thằng mới ra thì cái nào nhàn hơn, gọn ra nhàn hơn đúng không? Chính vì gọn nhàn hơn cho người ta hỗ trợ cái static này để cho mình khỏi phải viết đối tượng riêng, khỏi phải tạo đối tượng mỗi lần gọi. Không, nó gọi bình thường thôi. Em phải static của NAT á, thì nếu các trường để static hết. Ừ, đấy là của NAT thì là phương thức thì mình sẽ để chung. Lúc này mình để nhiều cái khác, ví dụ trong đây nhá, thì các em có thể để cái khác để static còn một số cái không static bình thường. Thì những cái nào về static có nghĩa là dùng chung hết. Chính là vừa xong các em nhìn thấy, vừa xong cái này anh xóa static thì các em phải tạo một đối tượng mới đúng không? Đấy, phải tạo một cái mới như này xong mới gọi, nó rất là phiền hà. Và chính để tránh phiền hà ta dùng static để chỉ cần từ tên nơm này chấm tên phương thức nó nhanh gọn như cái net của người ta có sẵn, chấm FVT nó ra luôn, không phải tạo một đối tượng met mới, phải met bằng new met nữa. Đấy, các em hiểu static mục đích làm gì chưa? Tuy nhiên không phải lúc nào mình cũng dùng static được, về sau có những đối tượng thể hiện riêng, chẳng hạn như kiểu là bây giờ ví dụ nhá, ở công cộng có những gọi là cái vòi nước công cộng chẳng hạn, hay là điện thoại công cộng đúng không, thì dùng chung được. Như giờ điện thoại cá nhân mình không thể, để không phải điện thoại cá nhân không thể dùng chung hết đúng không? Chính vì thế nước cái điện thoại công cộng ấy là cái dùng chung thì nó cũng đấy, nó gắn với static. Thế còn những cái mà điện thoại cá nhân của từng người một thì các em có thể gắn static được, static là tất cả dùng chung, đọc tin nhắn chung được, thế còn gì bí mật đúng không? Nhưng cái công cộng kia mày để lại riêng tư, chẳng hạn có một ai quản lý lại gọi điện cho họ hay là phải nạp tiền cho họ mới dùng được, hay lấy cái khóa có thể khóa mở được, cái nào là bí đúng không? Chính vì thế tùy trường hợp các em dùng static hay không. Với những cái trường hợp và tiện ích như xử lý này thì dùng static cho nó tiện. Còn về sau những cái phần về đối tượng riêng từ người một thì các em sẽ không được phép dùng static nhá. Trước mắt để hiểu đơn giản, các em cứ dùng cái static này trước cho nó quen. Sau đó các em sẽ chuyển một cái khác hướng dẫn là không static thì các em sẽ hiểu được cái vai trò của nó. Đây bây giờ quay về cái cũ này. Cái này dùng thế thuyền chưa? Bỏ tay thuyền để xóa đi này. Quay về static để đơn giản hơn. Đấy. Chỗ này quay về nốt của my xe này, thấy chưa? Để cho nó ngắn gọn. Bây giờ các em hiểu cái cách viết hai nốt chưa? Đây. Đây trường hợp trong phạm vi text mình tạo một file mới này, sau đó gọi. Giả sử các em thêm một cái file nữa trong đây này, một cái xử lý chuỗi chẳng hạn này, các em thêm một cái này, thêm một cái nốt mới bình thường. Một cái project em hoàn toàn tạo ra là n file, không giới hạn số file. Tạo một cái ghi là xử lý chuỗi nhé, lý chuỗi nhé. Đấy, trong xử lý chuỗi các em sẽ viết các hàm thông thường hiệu chuẩn hóa hàng public chúng ta tên này như rồi để giao diện này, tôi trả lời trên này. Nếu viết hoa nhé, bây giờ một khi nó để tùy kiện không, bây giờ các em đơn giản viết hoa, viết hoa một chút truyền vào phải có tham số thường trình đúng không, st này, input này. Đấy, viết hoa cho này có sẵn các em thì cần đi tên trả về cửa chuỗi này chữ input. Đây phần sử dụng này chấm to upper. Đây viết hoa hết đơn giản thế. Và trong cái chương trình này các em chỉ cần gọi hàm viết hoa thôi. Đều phải báo một chuỗi nhé, tìm test này. Giờ giả ngay cái hàm đi, anh cho phải vòng một chuỗi này, sau đó cái chỗ này các em gọi bên kia là xử lý chuỗi đúng không, chấm này viết hoa, đây nó gọi nuôi hàm bình thường đúng không, chuyển tham số tìm test. Đấy như này, giờ sử bây giờ các em lại gắn cho cái này tìm test này, gắn cho bên kia bằng cái này, sau cái hàm này các em viết cái chuỗi kia tìm test ra. Đấy anh chạy chương trình này. Các bạn cái này viết hoa hết đúng không? Đây trường hợp đơn giản nhất là viết hoa. Các em sẽ hoàn toàn viết thêm các hàm xử lý phức tạp hơn. Bây giờ chuẩn hóa này, thêm các hàm chuẩn hóa static này. Xin này. Các em viết hàm chuẩn hóa rồi là tách họ tên vân vân, viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ chẳng hạn. Rồi chuẩn hóa này. Hóa này, chuỗi này. Chuỗi này.
Cái này trước anh viết một lần rồi đúng không? Vâng. Chuẩn hóa này đầu tiên là em cắt hai đầu chuỗi đi. Input này được gắn vào trên input này. Input này. Cắt hai chuỗi, cắt khoảng trắng hai đầu của một chim này. Đấy. Sau đó này, chuẩn hóa chuỗi yêu cầu là các từ cách nhau duy nhất một dấu cách đúng không? Nên các em dùng vòng nạp để viết. Nhưng mà trong khi thì input này. Input này. Chấm con tên chứ là nó còn chứa được, con tên là chứa được. Còn chứa hai dấu cách, các em cách hai lần. Tức là còn chứa hai dấu cách. Thì các em chỉ việc là mình bỏ hai dấu cách của một dấu cách thôi. Và cách tính input này. Bạn tính input này. Chấm đi vào nét tức là thay thế này, hai dấu cách bằng một dấu cách. Đấy mình xóa đi. Khi mà kế này vòng lặp chạy xong thì đảm bảo là cái chuỗi em sẽ không bao giờ chứa được hai dấu cách liền nhau nữa. Vì cứ chứa có hai dấu cách nó sẽ thay thế hai dấu cách của một. Đầu tiên có chứa 10 dấu cách liền nhau thì nữa sẽ chạy mất 9 lần đúng không? Thì mỗi lần thay thế đầu tiên từ 10 9 8 vân vân giảm về 1 thôi. Đấy. Sau đó này, cuối cùng các em trả kết quả là dần thì đi phút. Đấy. Bây giờ cái chương trình của anh đầu tiên anh cho dấu cách dài đang dạng này. Dài nữa này. Đấy. Dài ra. Bây giờ chưa hỏi làm chuẩn hóa nhá. Thì các em nhìn thấy các chương trình nó dài ra nhiều đúng không? Đấy. Bây giờ chỉ cần gọi hàm chuẩn hóa thôi. Các hàm các em thể gọi chồng chéo nhau nhiều cái. Giả sử chúng viết hoa này. Bên ngoài viết hoa xong các em thêm một cái hàm xử lý chuỗi này. Chấm chuẩn hóa. Đấy. Bên trong tham số của nó là cái hàm kia thì nó chỉ hoàn toàn viết chồng chéo nhiều hàm nhau. Nhưng mà các em không nên viết quá nhiều hàm chồng hàm nhiều. Tức là không nên lấy cái kết quả xử lý của hàm này làm tham số cho hàm khác. Nếu mà nhiều tầng quá thì độ phức tạp chương trình về sau mình xử lý nó sẽ khó. Thông thường còn thì em viết thì hai tầng thôi là đã đủ rồi, đến 3 tầng vẫn được nhưng mà không nên hạn chế đâu. Viết kiểu này gọi là cái code đáp ấy. Nguy hiểm. Đấy, giờ chuẩn hóa xong thì các em lại về đẹp bình thường đúng không? Đấy, tương tự các em phải viết các hàm khác chuẩn hóa này, sau là chuẩn hóa tên vân vân, viết vào đây sau đó gọi biết chương trình chính. Khi xong đấy rồi các em hoàn toàn nó sẽ tạo thành các chương trình của mình là nó có nhiều các file xử lý ngon này rồi. Lúc đấy tạo ra khả năng xử lý nặng. Bây giờ là container. Giả sử giờ các em muốn tạo một chương trình project mới là WinForm, nhưng vẫn muốn dùng cái hàm xử lý của cái hàm chuỗi bên này, project bên này. Khi các em sẽ tạo project mới bên này, tạo luôn nhé. Tạo một cái là WinForm này, lưu ở đây. Chọn WinForm nhé, không được nhầm lẫn. Đây. Dụ đây là ví dụ là sử dụng này. Đây. Cái hướng đối tượng chính là có chức năng thì nữa là khả năng sử dụng này nó sẽ cao. Cao hơn chức năng của em. Đây. Sử dụng chuyên vào dây này. Cái bên kia là có hàm chuẩn hóa đúng không? Bây giờ các em ở cái WinForm này mình sẽ không phải biết cái chuẩn hóa nữa, mà chỉ cần gọi cái file cái class chuẩn hóa ở bên cái thử xác định số nguyên tố ở F1 này sao đâu. Đây. Bây giờ để xác định số nguyên tố nó không còn đúng nữa. Vào dây các em hoàn toàn đổi lại tên. Đây các em đổi thành tên mới nhá. Đây, em copy cái tên cũ để tí thay thế. Ví dụ đây là container này. OP1 này, đấy. Bây giờ khi em đổi tên bên ngoài này, các file bên trong nó vẫn còn xác định số nguyên tố OP1. Giả sử giờ trong này các em chứa 100 file. Bình thường theo các nghĩa các em sẽ mở từng tên cây này. Giả sử mình không muốn để nó giống, mình muốn mục đích của mình là muốn đổi cái tên xác định số nguyên tố OP1 thành cái container mới 1 chẳng hạn. Giả sử các em có 100 file. Nếu suy nghĩ thông thường các em sẽ phải mở từng file sau thay thế tên đúng không? Như thế nó vừa lâu lại vừa nhàm chán. Thay vì phải thay thế copy từng cái một, trong này nó hỗ trợ sẵn một cái nó gọi là cái chưa thay thế thì vấn đề. Các em bôi đen cái phần thay thế, sau đó Ctrl ấn Ctrl H. Đấy, nó xuất hiện thêm cái cửa sổ cho các em. Đây. Phần trên là file what tức là tìm cái gì, phần dưới là thay thế cùng với cái gì. Đây thay thế cùng với cái copy trước là thành công 1 này. Thế có cái nút in tìm kiếm hay chính là cái phạm gì các em muốn thay thế. Mình muốn thay thế trong cái project hiện tại, em có chọn project, đấy. Trước khi thế, bây giờ anh mở lại cho em mấy file kia nhá. Program này, không là tên MS1 đúng không? À, xác định nguyên tố này. Tiếp theo này, MySQL này, xác định nguyên tố này. Thêm một cái là xử lý chuỗi này, đúng không? Bây giờ anh chỉ cần kích nút delete all file thôi. Đấy, 5 cái thay thế này. Giờ nhìn xuống đây này. Thấy không? Xử lý chuỗi này.
Chúng ta cả số gen nếu có nhầm lẫn không ảnh hưởng, con gen bình thường vẫn kịp, là vẫn hỗn hợp kịp, không đổi lên vây không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà nên đổi. Đây à, quên thay thế chưa có tác dụng. Bây giờ giả sử các em muốn thay thế cái nào nhỉ? Nhầm. Đây. Bây giờ mở lại các file em xem nhé. Đây. Xử lý này, xử lý chuỗi không gian tên xác định số nguyên tố này. À, mai xem có thành số không? Bây giờ mình muốn đổi hết nó thành cái con này. Các em nhìn này, bôi lên cái này, cái tube này, à, cắn sang thôn 2 này. Thay thế cùng với cái OP này. Đây, phạm vi hiện tại của mình sẽ chọn khu đường dây, cái khu đường dây chính là cái đang in đậm này, có chữ consonant OP mỗi chính là khu đường dây. Thế còn các em mà chọn cái solution ấy là toàn bộ tất cả ba cái dây sẽ được thay thế hết. Các em hiểu cái phạm vi của nó chưa? Như cái này giả sử đây là một tỉnh nhá, thế còn trong mỗi cái file này là một huyện chẳng hạn, cả cái solution bên ngoài là cả cái nước Việt Nam, hiểu chưa? Đây trong này là các tỉnh, đây là Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nội vân vân, đây là một tỉnh đó. Còn này là một cái huyện, Phú Bình hay là Phú Trạch vân vân đấy. Bây giờ thay thế này, mình sẽ chọn chỉ phạm vi vô dây, các em chọn khu đường dây thôi, ấn div lên ôn. Đấy, 5 cái thay thế này, hợp với này, xử lý chuỗi này đúng không, consonant, thấy chưa? Bây giờ tất cả nó đều có consonant OP1 này, không phải là cái khác này xuống nguyên tố nữa, đang lưu hết, ấn cái xe và ô này xong, nhàn chưa? Bây giờ quay trở lại cái WinForm, ví dụ sử dụng lại này, mở cái form lên. Ở đây mình muốn mục đích là xử lý chuỗi, em vẫn làm xử lý chuỗi bình thường này. À, đây là để xử lý chuỗi này. Xử lý chuỗi này. Xử lý bắt dần này. Cho nên các em xử lý chuỗi này. Đấy. Nhập chuỗi này. Chuỗi này. Đây là nên luôn là xử lý này. Đặt tên cho nó bình thường. Ví dụ xử này. Đây kết quả nhé. Để xử lý này. Bình thường các em phải viết hàm xử lý trong đây đúng không? Nhưng mà mình sẽ không phải viết lại như thế nữa. Bây giờ các em dùng lại cái hàm ở cái bên này viết rồi này. Xử lý chuỗi này, các em sẽ gọi như là sao? Nên là xuyên lục địa đấy. Đấy. Đây là form này này. Đây chị em này. Các em nhớ cái win form các em nên đặt đổi hết tên form cho nó đẹp, để cái form 1, form 2 để nó chuối lắm. Bây giờ trường hợp thứ nhất các em muốn dùng cái từ cái project nào, ví dụ sử dụng lại này, các em muốn gọi là cái thằng máy 1 thì các em phải có một cái cầu nối, giống như kiểu là các em muốn đang ở đây này, muốn gọi bạn bè hay người thân ở quê không, các em phải gọi điện, tức là thông qua cái mạng, hoặc là nếu ở nhà các em có internet thì bảo bố mẹ vào mạng imu nha. Đấy, nhưng một cách để kết nối đúng không, hoặc điện thoại cách kết nối, hoặc một cách khác là các em sẽ ngày xưa là hay có kiểu gửi thư, bây giờ không phải gửi thư ngày xưa nữa. Đấy là các kiểu kết nối của mình. Vậy cái project của mình sẽ có cách kết nối như nào? Cách nối duy nhất trong đây đó là tham chiếu. Đây, để tham chiếu tức là tạo ra cái dây nối để chúng ta sử dụng tham chiếu. Tham chiếu này chính là epsilon. Đây,
tức là tạo ra cái mối dây liên hệ. Đây. Trong này có tất cả là ba cái project, thì khi các em gọi cái action nó sẽ gọi những hai cái. Giống như trường hợp các em ba người đi với nhau thì muốn một người chỉ có thể gọi sự giúp của hai người, đúng không? Không thể tính cho chính mình được, mình có sẵn rồi, cho nên chỉ hiển thị hai cái khác đi thôi. Mình muốn gọi cái file của cái container OP1 thì các em sẽ chọn cái container OP1 này, chọn xong này, ấn OK. Đấy, khi ấn OK rồi các em mở trong cái chỗ đi dần ra, nhìn thấy cái này chưa, container OP1 chính là cái tên của thằng này, đúng không? Đấy chưa? Đấy, thế còn cái thằng ở Excel của dây này, các em là dần này, không hề có cái tên của hai thằng nào trong đây, đúng không? Bởi vì nó chưa tham chiếu, nó chưa nối. Và thứ ngay cái ví dụ này, các em muốn thì xuất hiện cái thằng Excel của dây chẳng hạn, em kích chuột phải để gọi cái thằng đấy, action này. Đây, các tab này. Đây, các trường hợp về tham chiếu. Đây là tham chiếu trong nội bộ, trong một gia đình hạn, thì có thể từ tỉnh này gọi sự trợ giúp của tỉnh khác. Còn trường hợp đây, ví dụ đây là Thái Nguyên, đây Hà Nội, Nam Định chẳng hạn. Đây là gọi các tỉnh khác gọi được. Nhưng giả sử bây giờ là các tỉnh này nó gọi sự trợ giúp của một tỉnh ở bên Mỹ hạn, bang ở New York hay là ở New Zealand hay gì đến vân đấy. Thì các em phải gọi cái phần below này, hay hàng com.net này. Và cái rộng nhất là cái below, tức là cái mà mình gọi từ bên ngoài một cách thoải mái. Đây các em nhìn cái thư mục này. Đấy, nó liên hệ, nó là cái mang tính chất toàn cầu. Còn chỗ này thì nó giúp phục vụ cho này thôi. Trong cái phạm vi sưu chuẩn thôi, thì em chọn cho nó dây. Đấy. Sử dụng lại xong đây. Thì chỗ này các em nhìn thấy cái Excel project đã xuất hiện trong đây, đúng không? Nên kết rồi. Khi nó lên kết rồi thì các em sẽ dùng bình thường. Chỗ này xử lý chuỗi đây, để phần mềm này. Lấy chỗ đầu vào nhá. Tính input này. Đấy, này input này. Chấm tag này. Chưa? Bây giờ cái chỗ kết quả đầu ra đây là output này, chấm tay. Các em thì cần gắn bằng xử lý chuỗi, đúng không? Xử lý chuỗi này, chấm như cái là chuẩn hóa này, như này. Nhưng bình thường các em viết như này nó sẽ không ra, bởi vì đây nó gọi các em nhìn cái thư mục của nó này, đấy nhá. Nếu như bình thường đây giả sử anh ví dụ cái solution này là Việt Nam này, còn đây là Nam Định này, Thái Nguyên này, xong là Hồ Chí Minh chẳng hạn. Giả sử bây giờ đang ở chỗ này, đang ở Thái Nguyên, thì khi đó những cái thằng MyXM này hay Proven này chấm xử lý chuỗi này nó ngang hàng nhau, tức là giống như các huyện của Thái Nguyên ấy, thì mình hoàn toàn mình phải liên hệ với nhau ngang hàng. Dụ là hai thằng hai huyện khác nhau thì hỏi là bảo Thái Nguyên rồi thì hỏi mày ở huyện nào thôi, nó đủ hiểu là dụ nó ở Phú Bình này, thằng kia bảo ở Đồng Hỷ chẳng hạn, hay một thằng ở Phú Yên hạn, thì nó đủ biết là mấy thằng này cùng huyện cùng tỉnh ở Thái Nguyên, đúng không? Nhưng giả sử bây giờ ở thằng bên này, ở thằng dây đây là Nam Định chẳng hạn. Thằng Nam Định này nó hỏi với thằng MyXX ở đây với thằng Proden đây, nó hỏi nhau mày ở huyện nào chẳng hạn, thì không thể nói đơn giản là Phú Quỳnh hay Đồng Hỷ được, bởi vì nó chưa biết là rõ tỉnh như nào. Nó phải nói rõ là tao ở Nam Định, ở huyện Đồng Hỷ hay gì của Nam Định chẳng hạn, còn này tao ở gì ở Phú Quỳnh của Thái Nguyên chẳng hạn, nói rõ thế chấm hiểu, đúng không? Chính vì thế các em phải thêm một cái tiền tố chưa, bên cạnh các em gọi tên huyện phải gọi đâu nữa. Ở đây tên tỉnh của mình gọi kia là cái con số này, đúng không? Đây con tone OP1 này chính là cái tên tỉnh của thằng kia. Sau đó này, ở huyện nào chấm này, tiếng Veda. Nhưng này có vấn đề như cái thùng chung riêng ở bên kia nói trước. Bởi vì đây này, cái xử lý chuỗi, lúc các em tạo CNAP bình thường nó sẽ mặc định CNAP xử lý chuỗi, không hề có cái phần public hay private ở đây. Nếu mà không có cái gì nó sẽ mặc định là riêng tư. Vì riêng tư nên cái phần bên kia không xem được. Dù mà ông cán bộ Thái Nguyên nó giấu một cái huyện của mình đi, ông bảo trong này không huyện giờ ông đang bị hỏi vào ở tỉnh ông có những huyện gì, nó chỉ kể khoảng 3 tỉnh thôi, à 3 huyện thôi, thì có Phú Bình, Phú Trạch, còn huyện Đồng Hỷ hạn nó giấu đi, thì bên kia không biết, đúng không? Để public chỗ này phải để là public thì bên kia mới biết được. Đây bây giờ các em xem nào. Đây. Public chỗ này nó sẽ đang xử lý chuỗi, đúng không? Đấy. Tiếp tục này, bây giờ các em chấm lần nữa thì nó đang cái chuẩn hóa. Đấy, chuẩn hóa cần tham số là input cái nào. Đấy. Và bây giờ nhìn lại các em sẽ thấy là phải chấm đất hai được chấm với đa được cái chuẩn hóa. Mình có thể hoàn toàn hạ được, chỉ cần xử lý chuỗi chấm chuẩn hóa sẽ gọn hơn. Để gọn hơn chúng ta dùng ưu sinh. Mục đích ưu sinh là để cho cái này nó gọn đi, cái này không cần phải cái này xử lý chuỗi nó dài dòng qua phần này nữa, cái chỉ cần ưu sinh thôi thì nó sẽ ngắn đi. Ưu sinh cái này sẽ viết thẳng cái này, chưa ưu sinh nó chỉ vào nội, đúng không? Cái này viết bên trên này, ưu sinh trên này là được. Đây, thế này thôi, là lúc này nó sẽ ra bình thường, nó sẽ ngắn đi. Giờ chạy thử. Đang chạy con số này. Có nhiều dây giờ các em phải đặt cho thằng nào chạy trước chẳng hạn.
set top thì các em click chuột phải dây này, chọn set e tab up của dây đấy. Khi cái nào chạy đầu tiên nó sẽ có ký hiệu là màu đen đậm, còn cái khác là màu nhạt bình thường đấy. Thử đi chuỗi được xuống lại này, dụ nào cách ra này, chuẩn hóa này, dài này, nhầm đấy. Trong kết quả xử lý này đấy, nó chỉ đa duy nhất là nó chỉ liền nhau đúng không đấy, chuẩn hóa rất đơn giản. Và cái quan trọng nhất là chúng ta biết dùng nhiều project liên hệ với nhau đấy. Vậy là các em làm các kiểu khác, ví dụ đây là viết một cái project chuyên để xử lý nhá, sau đó làm container hay WinForm để gọi cái project đấy. Hãy subscribe.